Các em ơi, các em đã sẵn sàng cùng cô khám phá hang động bí ẩn này chưa? Các em có sợ không? Sợ. Các em có thích không? Sợ. Vậy thì đi thôi. Không phải hang động đâu, mà là lỗ chân lông của tôi đó. Trời, làm gì cái lỗ chân lông bự dữ vậy mà nội? Tại vì tôi có một đam mê, buồn là tôi lột mụn, vui tôi cũng lột mụn, không buồn không vui rảnh rảnh tôi cũng lột mụn. Lột ghê. Ủa, gì vậy? Xài mặt nạ đất sét trà xanh BioClay này đi bà nội. Được điều chế từ đất sét trắng vùng núi lửa của nước Úc, kết hợp trà xanh nguyên chất từ Nhật Bản, giúp xe khích lỗ chân lông, kiềm dầu, sạch bã nhờn trên da. Ủa mà da tôi còn hay make up nhiều cho nên là mụn đầu đen mụn ẩn quá trời luôn thì có hết không bà? Yên tâm, bao hết luôn. Rồi bây giờ tôi chỉ bà nha. Bà làm sạch mặt rồi thoa mặt nạ lên massage nhẹ nhàng, lấy thêm một phần nữa thoa 5 vùng trán, mũi, má, cằm, thoa thêm vùng chữ T nhẹ nhàng thôi cho nó thấm vô da. Trời ơi, đắp lên một cái tôi tỉnh ngủ ngang luôn á bà. Nó mát lạnh tê tái mà nó còn có vitamin E nữa đó, cho nên là làm da của tôi nó ẩm mịn ghê luôn. Mà bà nhớ nha, sau không quá 15 phút rửa sạch mặt bằng nước ấm lau khô nhẹ nhàng, rồi bà muốn dưỡng thêm gì đó là dưỡng. Đắp xong á cảm giác lỗ chân lông nó sạch sâu luôn, mà da cũng không có bị căng rát gì hết trơn á. Coi hình trước và sau khi đắp của tôi là hết hồn luôn nè. Ê bà, công nhận là xài cái này lên cái mặt đẹp thiệt, mà xài nó có an toàn không vậy bà? Bà đừng có lo, mặt nạ đất sét trà xanh BioClay này nè là được sản xuất theo công nghệ khép kín của Hàn Quốc, chứ không có giống như ba cái sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường đâu. Bà mà xài ba cái đó nè là cái mặt của bà bành luôn á. Ghê vậy má. Ủa mà bà nội, bà dạy môn gì mà sao bà rành ba cái này quá vậy? Dạy học chỉ là part time thôi, nghề chính của tôi là tiếp thị cho BioClay. BioClay sạch sâu sáng da ngừa mụn.